Em thơm ngây như một hạt mầm được vun trồng trên đất bình yên, nhưng trong em. Cảm ơn, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Lưu Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Hạt Mầm Việt Nam. Đây là chương trình chúng tôi thực hiện để khuyến khích các em học tiếng Việt và qua đó trở lại với nguồn cội của quê hương Việt Nam chúng ta, học thêm về văn hóa, về lịch sử của dân tộc Việt Nam qua tiết mục Đố Vui Để Học. Một nữa chúng tôi cảm ơn các quý vị phụ huynh luôn khuyến khích các em tham dự chương trình. Những tài liệu chúng tôi dành cho chương trình Hạt Mầm Việt Nam cũng được đăng trên trang Facebook Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Kính thưa quý vị, một lần nữa, trong chương trình hôm nay chúng tôi rất vui với sự hiện diện của cô giáo Quỳnh Giao đến từ trung tâm A Plus Tutoring Center. Mến chào cô Quỳnh Giao và mời cô Quỳnh Giao gửi lời chào đến khán giả của đài. Quỳnh Giao xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Little Sài Gòn. Quỳnh Giao xin thân chào thầy Hân và cô chào các em. Mình chào cô Quỳnh Giao và đến với chương trình hôm nay cũng có 4 em trong cấp lớp cấp 1 đến tham dự. Bên tay phải của cô Quỳnh Giao và thầy Cao Minh Hưng là hai em. Mời hai con gửi lời thứ nhất là chào khán giả và giới thiệu tên của con. Mời bé mặc áo đi. Cô mời con chào khán giả đi. Con chào khán giả đi. Con tên gì? Dạ con. Tên Kim. Emily. Emily, rồi. Gọi là Kim. Emily, rồi. Bên cạnh Emily, bạn tên gì đây? Dạ, con tên là Thiên Kim. Thiên Kim, rồi. Thiên Kim và Emily, kính thưa quý vị, lần đầu tiên đến tham dự ở chương trình Hạt Mầm Việt Nam. Và hai con sẽ ở đội A, nhá. Rồi, bên tay trái của chúng tôi là có hai em. Một lửa, mến chào hai em và mời em giới thiệu tên và chào khán giả của đài. Dạ, con tên là Nhi. Bà Nhi, Nhi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, con 8 tuổi. Rồi, con chào khán giả của đài. Dạ, con chào khán giả. Mời về, mời con. Dạ, con tên là Kimberly. Kimberly năm nay mấy tuổi? Dạ, 9 tuổi. À, 9 tuổi, con học lớp mấy? Dạ, con học lớp 4. À, lớp 4, như vậy là Nhi và Kimberly sẽ đổi B. Ok. À, kính thưa quý vị, trong cái không khí chắc cô Quỳnh Giao cũng biết là thấy mình đến, trước khi đến studio ngày hôm nay, đến khắp nơi không khí mùa Giáng sinh đang về, chắc chắn là các phụ huynh cũng như các em đang chuẩn bị mùa Giáng sinh sắp đến. Chúng tôi cũng một lửa qua làn sóng của đài 56.10 gửi đến quý vị những lời chúc thân thương nhất trong mùa lễ Giáng sinh. Nói đến Giáng sinh thì chắc chắn là các em không biết các cô Quỳnh Giao thế nào, chứ là mình thấy một cái không khí lễ hội rất là vui. Chắc là mình phải hỏi các em có là Christmas có cái wish gì không? Không biết là hai em con năm nay là con có một cái wish list không, có danh sách để mình muốn chào năm, muốn cái gì trong năm Giáng sinh này không? Con có thể chia sẻ với khán giả không con? Bà Kimberly. Dạ con không có. Không có hả? À, năm nay mình không muốn wish cái gì hết hả? Dạ. Con có thích quà gì không? Con cũng không có biết. Con cũng không biết rồi. Wow. Còn hai bé bên này thế nào? Bên Thiên Kim với lại Kim Emily nè, con có thích Christmas, con có thích quà không? Dạ con thích. Ừ, con thích cái gì? Đâu Thiên Kim nói con nghe coi, con thích gì? Dạ con thích được tặng quà. Ờ, mà con thích quà gì nhất? Áo đầm hay đồ chơi? Đồ chơi. Còn Emily? Dạ con thích một cuốn sách. Ồ, giỏi. Và có toán. Ồ, vậy hả? Giỏi quá. Bé thích gì? Bé thích một cuốn sách. Ồ. Mà có toán. Ồ, mà có toán. Thôi được rồi, không sao. Đến trung tâm cô đi, cô tặng cho con không phải một cuốn sách mà cô tặng con cả chục cuốn luôn. Cô Quỳnh Giao dạy toán giỏi lắm đó con. Điều gì rất là vui. Những cái câu hỏi chúng tôi cũng đặt ra bất ngờ cho các em để các em thôi xem các em trả lời như thế nào. Thấy được các em nói từ tiếng Việt là mình vui lắm rồi phải không cô Quỳnh Giao? Dạ. Hai em giỏi quá. Yeah. Bốn em.
Kính thưa quý vị, đối với những em hoặc là những quý vị đang ngồi trước màn ảnh của đài Lưu Sài Gòn TV, một lần chúng tôi nhắc đến cái cuộc thi đấu vui để học. Thì giống như cái tên của cái cuộc thi này là chúng tôi cũng cố gắng là các em vui thôi. Qua những cái câu hỏi, những câu tục ngữ, chúng tôi hy vọng các em cũng hiểu thêm về văn hóa, về lịch sử. Thì các con nghe cái điều lệ, cái thể lệ mình cái cuộc thi này nha. Tức là chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, mỗi câu sẽ là 10 điểm, đội nào trả lời đúng thì cũng sẽ được ghi được 10 điểm. Và khi mà thầy Cao Minh Hưng hay là cô Quỳnh Giao đọc câu hỏi, chúng ta sẽ có khoảng 3 đến 4 câu trả lời. Khi mà hết câu trả lời thì thầy sẽ nói chữ hết. Lúc đó các con bấm chuông, thì đội nào bấm chuông trước chúng ta sẽ được trả lời. Đội nào mà bấm chuông mà trước khi nói chữ hết thì mình mất cái quyền ưu tiên. Chúng ta có 5 câu hỏi, thành ra đội nào mà được 30 điểm đầu tiên thì sẽ thắng giải. Và chúng ta sẽ có phần thưởng là mỗi em sẽ được 20 đô. Đây là phần thưởng từ các quý vị bác sĩ của Hội Y sĩ miền Nam Cali đến với chương trình, thì là bảo trợ cho những giải thưởng như là một cái khích lệ tinh thần cho các em. Rồi các em chuẩn bị cho cái cuộc thi đấu vui để học chưa? Con nhớ nha. A, B, C, D. Rồi thầy với cô nói chữ hết thì con mới bấm chuông nha. Phải hai em này nhỏ với lần đầu tiên chắc sợ còn nhé. Rồi các con nhìn lên màn ảnh nha. Rồi câu hỏi đầu tiên, hai chữ cuối trong câu tục ngữ này là gì? Công cha như núi ... A là Thái Bình, B là Thái Dương, C là Thái Sơn và D là A, B, C đều sai hết. Vậy là cô mời đội B ha. Dạ thưa cô, là C. C là gì con? Đọc hết câu trả lời. Dạ thưa, là con trai như núi Thái Sơn. À, đúng rồi, mời giám khảo. Một tràng vỗ tay thật lớn. Đội B ghi 10 điểm đầu tiên. Đúng như vậy, một câu tục ngữ. Công cha như núi Thái Sơn. Cô Quỳnh Giao nhắc các em bên đội A lần đầu tiên đến tham dự. Cô Quỳnh Giao có thể giải thích cho các em hiểu thêm câu tục ngữ này không thưa Quỳnh Giao? Công cha như núi Thái Sơn là mình nói là công ơn nuôi dưỡng của ba mình, của bố con á, là rất là lớn, là con phải biết ơn cha mẹ của con và con phải thương bố thật nhiều nha. Đà, mấy em nhỏ thì chắc giải thích như vậy thôi. Như vậy bên này khán giả của đài cũng đang ngồi trước màn ảnh, các bạn đừng biết rất là nhiều phụ huynh, đặc biệt những phụ huynh ở những cái tiểu bang xa theo dõi chương trình này vào mỗi chiều thứ ba lúc 4:30. Nếu mà ở gần đây thì có thể xem qua cái channel là 56.10. Tuy nhiên quý vị ở xa có thể xem qua online là littlesaigontv.com, littlesaigontv.com. Mỗi buổi chiều thứ ba lúc 4:30, quý vị có thể xem trực tiếp chương trình này, cũng như là một cách để khuyến khích các em ngồi trước màn ảnh xem những câu hỏi và những câu trả lời, xem các em đoán được cái câu trả lời không, cũng là một cách để tham dự với các em trong chương trình Hạt Mầm Việt Nam. Như vậy chúc mừng đội B ghi được 10 điểm đầu tiên. Các em ready để chúng ta bước qua câu hỏi thứ hai chưa? Đó. Rồi câu hỏi thứ hai, xin mời cô Quỳnh Giao. Ai là vua đầu tiên của nước ta? A. Quang Trung, B. An Dương Vương, C. Hùng Vương, D. Trân Trác Hết. Bên đây bấm sớm quá đội B. Tôi cô mời đội A. Đội A trả lời. Rồi. Câu trả lời là gì con? A, B, C hay là D? Dạ. C. Con nói gì? Dạ C. Wow. Giỏi. Giỏi quá. Wow, đội A rất là giỏi. Đúng rồi. Chị này thở dài. Hú hồn. Vua đầu tiên của nước Việt Nam chúng ta là Hùng Vương. Đúng rồi, những cái gì trước đây chúng ta đã nhớ cái không? Hùng Vương. Chúng ta nghe những tên cái vị vua khác như là Quang Trung. Quang Trung thì gần đây phải không? Nếu mà chúng ta nhìn sử Việt Nam thì vua Quang Trung lên ngôi năm 1788 nè. An Dương Vương là một vị vua mà chúng ta thấy cũng sau cái thời đời vua Hùng Vương, chúng ta có An Dương Vương. An Dương Vương thì trước đây một chương trình chúng ta đã nghe câu chuyện về Nỏ Thần phải không? Nỏ Thần của vua An Dương Vương, rồi Trưng Trắc Trưng Nhị cũng là hai vị vua ở thời năm 40. Thì đó là những cái vị vua đầu tiên của nước ta.
Thì kính thưa quý vị, một lần nữa qua những cái câu hỏi liên quan đến lịch sử này, chúng tôi cũng hy vọng là các em học thêm về những cái lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là chúng ta thấy là vua Quang Trung, các con nhớ là nếu mình nhắc đến vua Quang Trung là năm 1788, những cái Tết nè, chúng ta sắp tới Tết, chúng ta nhớ là đến mùng 5 thì chúng ta thường là ghi nhớ tưởng niệm cái công lao của vua Quang Trung đánh thắng quân Thanh. Chỉ trong vòng có 5 ngày, ông có thể thần tốc đưa quân đến thành Thăng Long để đánh phá quân Thanh. Thì đó là một trong những trang sử rất oai hùng của dân tộc Việt Nam. Đến ngày hôm nay chúng ta có những con đường nè, những cái nhà hàng nữa, những cái trường học cũng có đến tên Quang Trung, An Dương Vương, Hùng Vương, Trưng Trắc là những vị vua đã trong lịch sử Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, đến đây một lần chúng tôi chúc mừng đội A và đội B đã đều số điểm là 10 điểm cho mỗi đội. Đến đây thì chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình Hạt Mầm Việt Nam trong phần 1 ngày hôm nay để gửi đến quý vị một số thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài Liên Sài Gòn TV. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ những cơ sở thương mại này để đài có thể có những cái phương tiện gửi đến quý vị, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta, những cái chương trình rất hữu ích thế này, để mong rằng chúng ta cùng chung tay góp sức để cúp phần chúng tôi hướng dẫn các em trở về với nguồn cội qua những cái chương trình đố vui để học như ngày hôm nay.